Avezanh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avezanh. Cô xin chào các bạn học sinh lớp 6 thân mến. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau sang bài 2 an toàn trong phòng thực hành nhé. Và chúng ta sẽ cùng nhau làm các bài tập ở trong bài 2 này nào. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với bài 2.1. Các biển báo trong hình 2.1 có ý nghĩa gì? Vậy thì các bạn quan sát cho cô ba cái biển báo này này. Ở đây các bạn thấy rằng là những cái biển báo này nó có chung là nền trắng này. Viền ở đây thì chúng ta nhìn thấy là viền xanh đúng không ạ? Thế nhưng mà ngoài thực tế thì chúng ta sẽ thấy nó là viền đỏ các bạn ạ. Viền đỏ và bị gạch chéo như thế này. Vậy thì chứng tỏ đây là những cái biển báo cấm. Tức là đầu tiên đi thì chúng ta nhìn thấy là biển báo này sẽ cấm uống nước. Đó, tức là chúng ta không được uống nước ở cái vòi này. Tiếp theo, ở đây thì các bạn thấy rằng là cái que diêm được quẹt lửa rồi đúng không ạ? Vậy đây sẽ là cái biển báo cấm dùng lửa. Còn cái biển báo thứ ba này thì các bạn thấy này là cái biển báo này ý, thì nó sẽ là có cái ý nghĩa là cấm ăn uống đùa nghịch trong phòng thí nghiệm. Đó, tức là không nếm thử hoặc là ngửi hóa chất. Vậy thì ở đây khi mà cô nói những cái ý nghĩa của những cái biển báo này thì các bạn thấy là nó đều có cái nội dung chính là gì? Cấm thực hiện đúng không ạ? Đó, vậy thì chúng ta sẽ cần phải chọn phương án A cho cô. Vậy 2.1 ở đây các bạn chọn phương án A. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau sang bài 2.2. Phương án nào trong hình 2.2 thể hiện đúng nội dung của biển cảnh báo? Đó. Các bạn nhìn thấy này, biển A ở đây là chất dễ cháy. Đó. Thế thì cái biển A này này nó giống với biển ở trên này đúng không? Cô vừa nói là gì ạ? Cấm dùng lửa. Vậy thì ở đây chất dễ cháy là không đúng rồi đúng không ạ? Đó. Vậy thì cái phương án A này sai. Tiếp theo phương án B này là phải đeo ủng đó. Vậy các bạn thấy rằng nó không có dấu gạch chéo, tức là gì ạ? Bắt chúng ta phải thực hiện, bắt buộc thực hiện. Đó, vậy thì phương án B này là đúng này. Tiếp theo phương án C này được uống là không đúng rồi, phải là cấm không được uống. Có gạch chéo ở đây có nghĩa là những cái biển báo cấm các bạn nhá. Đó. Còn biển báo D này người ta nói là nguy hiểm về điện, nhưng hình ảnh thì nó có đúng không ạ? À, cái biển báo này là gì ạ? Biển báo chất ăn mòn. Đó, biển báo hóa chất ăn mòn. Các bạn quan sát này, đây là hình bàn tay này. Đây là cái nước dung dịch nó đổ vào này thì nó sẽ làm ăn mòn da tay này. Hay các bạn thấy này, cái chất dung dịch này đổ ra đất à. Đó, thì nó cũng gây đến những cái hiện tượng ăn mòn sủi bọt đấy các bạn. Đó. Vậy thì cái biển D này cũng không khớp đúng không? Vậy chúng ta có 2.2 chọn B cho cô nhé. Đó. 2.2 chọn B. Đó. Vậy thì qua hai cái bài 2.1 và 2.2 này thì các bạn chú ý cho cô, nếu như nó là cái biển báo cấm ý, thì nó sẽ có cái hình chung, đó là thứ nhất là cái hình tròn này. Thứ hai thì phần lớn của nó là đều có nền màu trắng, viền đỏ và nội dung thì sẽ biểu thị là màu đen. Còn một số ít thì sẽ có biển là có nền xanh, viền đỏ và nội dung trắng. Đó. Vậy thì các bạn thấy chú ý cho cô những cái điều mà cô vừa đưa ra để các bạn có thể nhận biết được những cái biển báo nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục sang 2.3 nào. Bài 2.3 ở đây, chọn các nội dung ở cột bên phải thể hiện đúng các biển báo tương ứng trong các hình ở cột bên trái. Vậy thì ở đây chúng ta hãy quan sát nào. Ở hình 1 này, các bạn thấy là hình của ngọn lửa đúng không ạ? Đó, hình ngọn lửa ở đây thì nó sẽ thể hiện là chất dễ cháy. Vậy thì ở đây, đây chính là cái cột bên trái này. Đây là cột bên phải này. Đó, vậy thì các bạn sẽ ghép tương ứng nó sang nhá. Đó, vậy thì ở đây 2.3. Chúng ta ghép được luôn 1 với B. Hình 1 này chính là chất dễ cháy. Tiếp theo, ở hình số 2 nè, hình số 2 các bạn thấy có một lọ này. Lọ này này có cái hình này gọi là, không phải là hình đầu lâu không nhỉ? À không phải, hình này là hình người. Đó. Vậy cái lọ này nó thể hiện là chất độc các bạn ạ. Vậy thì 2 này, các bạn ghép với A cho cô là chất độc. Tiếp theo 3, các bạn thấy ở đây này, đây là cái dụng cụ này và các bạn nhìn thấy cái đầu mũi này này nó sắc nhọn đúng không ạ? Đó, vậy thì cái biển 3 này nó sẽ báo là dụng cụ sắc nhọn và chúng ta sẽ ghép nối nó ở sang cái trang bên này này.
Đó, trang bên này. Vậy thì ba các bạn sẽ chọn D cho cô nhá. Ba chúng ta chọn D. Rồi tiếp theo, cái hình số 4 này là hình cái chiếc phích cắm đúng không ạ? Chiếc phích cắm. Vậy thì ở đây nó sẽ thể hiện là nguồn điện. Đó. Vậy thì các bạn ghép với cái ý C bên này cho cô, được chưa? Vậy 4 này các bạn ghép với C cho cô. 4 các bạn ghép C. Tiếp theo 5 này. 5 ở đây các bạn nhìn thấy ngay cái bình này quá quen thuộc với chúng ta rồi đúng không? Nó là chính là bình chữa cháy. Vậy thì 5 các bạn ghép với G cho cô. Rồi, tiếp theo 6 này, 6 sẽ ghép với cái còn lại đó chính là E là nhiệt độ cao đúng không? Đó, các bạn thấy hình bàn tay xong hình khói lửa đây này, đó chính là nhiệt độ cao. Vậy 6 này chúng ta sẽ ghép với E. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau làm xong bài 2.3 rồi. Các bạn thấy rằng cái bài 2 này an toàn trong phòng thực hành cũng khá là đơn giản đúng không nào? Nó rất là thiết thực trong thực tế của chúng ta đấy. Khi mà chúng ta đi đến những cái nơi công cộng này hay là đi đến ở những cái nơi ở trong phòng thực hành ở trong trường của chúng ta đấy. Đó thì các bạn phải để ý cho cô những cái biển báo ấy, ký hiệu nhá để chúng ta sử dụng chúng ta thực hiện cho đúng. Tiếp theo là chúng ta sẽ cùng nhau sang bài 2.4. Tại sao sau khi làm thí nghiệm xong thì cần phải lau dọn sạch chỗ làm thí nghiệm, sắp xếp dụng cụ gọn gàng đúng chỗ, rửa sạch tay bằng xà phòng. Đó. Vậy thì các bạn thấy rằng là sau khi chúng ta làm xong, không phải là chỉ khi mà làm thí nghiệm xong đâu, chúng ta phải lau dọn đâu mà bất kỳ tất cả những cái hoạt động ở trong cuộc sống của chúng ta cũng thế, chúng ta làm gì xong thì chúng ta cũng cần phải lau dọn sạch sẽ, làm gọn gàng cái chỗ mà chúng ta vừa làm xong đúng không ạ? Thì tất cả mọi thứ nó mới gọn gàng sạch sẽ được, được chưa nào? Vậy thì ở đây các bạn thấy rằng là khi mà chúng ta làm thí nghiệm xong rồi chúng ta phải lau dọn sạch chỗ làm thí nghiệm để đảm bảo vệ sinh và tránh gây nguy hiểm cho những cái người sau họ tiếp tục làm những cái công việc làm thí nghiệm đó. Nhất là nhà chúng ta học ở trên trường đúng không? Thì hết tiết thí nghiệm của lớp mình sẽ đến tiết thí nghiệm của lớp khác, vậy thì chúng ta phải lau dọn sạch sẽ để cho các bạn lớp khác các bạn ấy còn có chỗ để các bạn đi làm. Vậy thì 2.4 này với cái ý đầu tiên này các bạn trả lời cho cô là lau dọn sạch chỗ làm thí nghiệm để đảm bảo vệ sinh và tránh gây nguy hiểm cho những người sau tiếp tục làm việc trong phòng thí nghiệm. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ cần phải sắp xếp dụng cụ gọn gàng đúng không nhỉ? Và đúng chỗ nữa. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta sắp xếp các dụng cụ gọn gàng đúng chỗ ấy, thì chúng ta sẽ dễ tìm đúng không ạ? Khi mà chúng ta muốn tìm cái thứ gì đấy thì chúng ta đến đúng cái nơi mà chúng ta cất là chúng ta sẽ tìm thấy được. Còn nếu như chúng ta để lung tung thì chúng ta sẽ phải lục tung mọi nơi thì chúng ta mới thấy được. Đó, và khi mà chúng ta đã để gọn gàng đúng chỗ rồi thì cũng thể tránh được những cái sự cố nhầm lẫn đúng không ạ? Nhất là những cái đồ trong phòng thí nghiệm ấy, chúng ta để lệch đồ một chút, ví dụ hóa chất này mà chúng ta lại để tên vào cái hóa chất khác thì như vậy sẽ gây ra một cái sự cố nhầm lẫn và nó làm xảy ra những cái tình huống không mong muốn trong phòng thí nghiệm. Có những cái tình huống nếu như mà nó đơn giản thì chúng ta có thể bỏ qua, nhưng mà nếu như mà vào cái tình huống nó gây ra cái sự nhầm lẫn mà lại dẫn đến những cái thí nghiệm gây ra cháy nổ thì nó thật sự là không nên đáng có đúng không? Vậy thì tốt nhất để tránh những cái điều đấy, chúng ta cần phải sắp xếp dụng cụ gọn gàng và đúng chỗ cho cô. Đó, và nó cũng là cái điều cần thiết ở trong cái cuộc sống của các bạn, ở trong phòng ở của các bạn hay ở trong nhà của các bạn hay ở nơi mà học tập của chúng ta thì chúng ta đều nên sắp xếp dụng cụ gọn gàng. Đấy là một cái đức tính rất là tốt và chúng ta cần phải rèn luyện nó.
Vậy thì chúng ta ghi cho cô là sắp xếp dụng cụ gọn gàng. Đúng chỗ. Để dễ tìm và tránh những sự cố nhầm lẫn. Gây ra tình huống không mong muốn trong phòng thí nghiệm. Rồi, tiếp theo chúng ta thấy là cần phải rửa sạch tay bằng xà phòng nữa. Đó. Vậy thì chúng ta rửa sạch tay bằng xà phòng để loại bỏ những cái hóa chất gây ăn mòn da tay và hoặc là vi khuẩn gây nguy hại tới cái sức khỏe của chúng ta, đúng không ạ? Đó, vậy thì chúng ta sẽ rửa tay. Rửa sạch tay bằng xà phòng. Để loại bỏ những hóa chất gây ăn mòn da tay hoặc vi khuẩn nguy hại tới sức khỏe có thể dính trên tay khi làm thí nghiệm. Đó. Và đặc biệt hơn nữa, ở trong mùa COVID này thì khi mà chúng ta không làm thí nghiệm ấy, thì ở trong cuộc sống của chúng ta đi đâu, chúng ta đi ra ngoài hay chúng ta làm bất kỳ điều gì thì chúng ta hãy rửa tay bằng xà phòng này, hãy diệt khuẩn này để loại trừ COVID bám dính trên người, trên quần áo, trên tay, chân của chúng ta nhá. Để chúng ta cố gắng giữ sức khỏe thật là khỏe mạnh, thật là an toàn trong mùa dịch này nhá các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sang câu 2.5 sao nhé. Hãy quan sát phòng thực hành của trường em để tìm hiểu xem còn vị trí nào cần đặt biển cảnh báo mà chưa thực hiện và chỉ ra cách thực hiện. Đó. Thế thì ở đây các bạn hãy quan sát cái phòng thực hành của trường chúng ta này để chúng ta tìm hiểu xem những cái nơi nào mà nó cần phải đặt biển cảnh báo mà lại chưa được đặt thì chúng ta sẽ đặt nhé. Bây giờ thì chúng ta đang học ở trên Zoom, trên mạng đúng không nào? Vậy thì cái việc quan sát những cái phòng thực hành của trường em này này thì nó cũng khá là khó đúng không nào? Đó. Vậy thì ở đây các bạn hãy cứ hình dung ra cho cô đi. Các bạn hãy mường tượng lại xem ở phòng thực hành của trường các bạn ấy chưa có chỗ nào thì chúng ta sẽ điền vào. Đó. Thì chúng ta sẽ sử dụng một cái biển cảnh báo thích hợp để chúng ta đặt vào cái chỗ đó. Vậy thì bây giờ cô sẽ gợi ý các bạn này một số chỗ này. Ví dụ như các bạn xem cái chỗ vòi nước rửa tay ở trong phòng thực hành ấy, nó đã có biển báo chưa? Đó. Nếu như chưa có thì chúng ta sẽ cần gắn cái biển là gì ạ? Cấm uống nước. Đó, bởi vì ở đấy cái vòi nước đấy là chỉ để rửa tay thôi đúng không nào? Chúng ta không được uống. Vậy thì ví dụ này, như là chỗ vòi nước rửa tay. Trong phòng thực hành chưa có biển cảnh báo. Thì chúng ta sẽ cần gắn biển báo cấm uống nước đó. Hoặc là
Các bạn thấy một số những cái chỗ mà để những cái vật dụng sắc nhọn ấy mà chưa có biển cảnh báo ấy thì các bạn cần gắn cái biển cảnh báo là có dụng cụ sắc nhọn vào đấy để nếu như mà ai lấy đồ thì họ sẽ chú ý hơn. Chỗ để dao và một số vật dụng sắc nhọn. Chưa có biển cảnh báo. Thì chúng ta sẽ cần gắn biển. Dụng cụ sắc nhọn. Đó, vậy đây là một số những cái gợi ý của cô nhá. Đó, tùy thuộc vào cái việc quan sát ở trong phòng thực hành của các bạn nó thiếu ở chỗ nào mà chưa có biển cảnh báo thì các bạn gắn vào cho cô nhé để cho nó thực sự là an toàn khi mà chúng ta làm việc ở trong phòng thực hành nhé. Rồi, như vậy là chúng ta cũng đã cùng nhau giải xong các bài tập ở trong bài 2 an toàn trong phòng thực hành rồi. Các bạn hãy like và đăng ký kênh của Vietjack nhé. Cô rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong các bài giảng tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Khóa học Vietjack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjack.